Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Công Huấn xin giới thiệu một thông báo là đang có chương trình tặng quà ở chỗ cửa hàng bán loa bãi Công Huấn Audio mình. Những sản phẩm mình bán ra sẽ được tặng một phần quà trị giá 200.000 đồng hoặc 10 mét dây loa. Để cam kết rằng là mình không đội giá để tặng quà, các bạn có thể truy cập vào website loabai.vn ngay từ bây giờ, vì chương trình tặng quà của mình kéo dài trong vòng 15 ngày. Các bạn chú ý theo dõi. Đây là một trong những chiếc loa trong hệ thống được khuyến mãi. Đây là một chiếc BMB CS300V. Đó, xịn. Bãi xịn. Và chiếc thứ hai là một chiếc BMB CS850. Bãi xịn luôn. Trên hệ thống sẽ có chương trình tặng quà. Một tặng quà rất giá trị chứ không phải tặng quà về để vứt đi. Về chiếc BMB nó sẽ không tránh được cái xước sát. Chiếc thứ ba là một chiếc BMB CS455. Cũng bãi xịn luôn. Đó. Và đây là sản phẩm cũng được trong chương trình khuyến mãi tặng quà. Đây là một chiếc loa Bow 301 CG3. Đây là một chiếc đen đốm chứ không phải đen xì đâu. Chiếc đen đốm trong cái dòng này rất hiếm trên thị trường, chả biết có phải hiếm với mình hay không nhưng mình ít gặp. Có thể nhiều người gặp thì họ lại bảo là ông nói phét làm đầy trên thị trường. Đây mình làm nhiều chả thấy gặp mấy. Chiếc đen đốm này. Đó. Một chiếc loa này thì từ những gân hay là tiếc là con này còn xịn hết. Đó, tép. Đó. Và chiếc loa Bow này trên này là đen thui, cũng là trong hệ thống mình khuyến mại tặng quà. Giá không đổi mà tặng một phần quà trị giá 200.000 đồng. Phần quà rất giá trị về sẽ sử dụng được chứ không phải là tặng về không dùng được, hoặc là ai có thể lấy 10 mét dây loa. Đây mình tháo thử chiếc loa này trên ra cũng rất là xịn mới. Bow đợt này về thì mới phải tới 90%. Và mọi chương trình có thể các bạn theo khảo sát giá ở trên website của nhà mình loabai.vn để biết rằng mình không đội giá để tặng quà. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy video mình có ích xin hãy ủng hộ kênh của mình bằng like, share, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.